ít năm mình thấy đẹp chồng nó gặp cái vấn đề đó là thứ nhất là mùi hôi. Mùi hôi thì coi như là ok, có bị mùi hôi quá. Thứ hai nữa là nó sợ nó sinh ra những cái con sụn đất hay là con một người khác từ cái từ sinh lý sạch. Còn về dinh dưỡng thì con bò rất là tốt, nó làm trồng cái thể trồng rất là tơi xốp và nó cũng nhiều dinh dưỡng để cho cây nó xanh tốt. Nếu mà để cho cây mà nó xanh lá, bộ lá xanh tốt đó, thì sử dụng kết hợp con bò với thịt em. Nhưng mà về cơ bản là mình thấy là trồng dưa mà với phân bò này là không bị nắm bệnh, là chứng tỏ là nó cũng hiệu quả tốt để phòng ngừa nắm bệnh.